Có thể nói, quân đội của Hoa Kỳ là lực lượng tinh vi, tiên tiến và mạnh mẽ nhất trên hành tinh. Đơn giản là vì họ sở hữu những vũ khí tốt nhất. Nhưng những hệ thống vũ khí hàng đầu mà Hoa Kỳ sở hữu là gì? Không cần phải nói thêm nữa, đây chính là 10 vũ khí mạnh nhất của quân đội tinh nhuệ nhất thế giới. Lúc này, Nga vẫn đặt ra những thách thức truyền thống trong cuộc cạnh tranh sức mạnh trên đất liền đối với Mỹ. Với việc thành lập các lực lượng cơ giới hóa có thể đe dọa Mỹ tại vùng Baltic, cùng nhiều khí tài hiện đại như tên lửa đạn đạo tầm xa, pháo binh và tên lửa đất đối không, đặc biệt là cuộc chiến Ukraine đã chứng minh rằng khả năng Mỹ-Nga trực tiếp đụng độ tại châu Âu là không còn quá xa vời. Trong khi đó, một cuộc xung đột giả định giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tập trung vào việc kiểm soát vùng biển và không phận ở Thái Bình Dương. Để duy trì thế cân bằng quyền lực, quân đội Mỹ cần phải triển khai tên lửa tầm xa, có khả năng chống hạm và máy bay trực thăng đến các hòn đảo xa xôi, cũng như lãnh thổ các nước đồng minh như Nhật Bản, Hàn Quốc, thậm chí là trên bon các con tàu của hải quân. Bây giờ, chúng ta sẽ xem Hoa Kỳ có những vũ khí chủ lực nào trong tay để chuẩn bị cho kịch bản xung đột với Nga và Trung Quốc. Số 10. Trực thăng tấn công AH-64 Apache. AH-64 Apache là một loại trực thăng tấn công 4 cánh, 2 động cơ được sản xuất tại Mỹ. Nó có thể có một cảm biến được gắn ở mũi phù hợp để phát hiện mục tiêu và hệ thống quan sát ban đêm. Trang bị một súng máy 30mm, tên lửa Hellfire và các cảm biến tinh vi. Apache kết hợp tốc độ, sức mạnh hỏa lực và tầm bắn mà có thể cho phép quân đội tấn công kẻ thù trước khi chúng đến gần khoảng cách bắn. Nó cũng rất hữu ích trong việc săn lùng quân nổi dậy hoặc tiêu diệt các đội hình tăng thiết giáp của địch trong mọi loại hình thức chiến tranh. AH-64 Apache chính thức tham chiến trong chiến dịch Search Coast ở Panama vào tháng 12 năm 1989. Tuy nhiên, trong chiến dịch Bão Táp Sa Mạc năm 1991, Apache mới thực sự tạo nên tên tuổi cho chính mình. AH-64 đã nổ những phát súng đầu tiên của chiến dịch, đánh sập 2 cơ sở radar cảnh báo sớm quan trọng ở phía tây Iraq, và do đó dọn sạch hành lang cho các máy bay phản lực của không quân Mỹ trên đường ném bom Baghdad. Từ đó, các phi đội Apache tiếp tục tiêu diệt hơn 500 xe tăng chiến đấu chủ lực của Iran. Số 9. Xe tăng M1A2 Abrams. M1A2 Abrams chủ yếu được quân đội Hoa Kỳ sử dụng là loại xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ 3. Có độ cơ động cao, được thiết kế cho chiến tranh trên mặt đất hiện đại. M1A2 được coi là một trong những chiếc xe tăng được bảo vệ tốt nhất trên thế giới. Cải tiến năng đáng chú ý bao gồm việc sử dụng động cơ tuabin đa nhiên liệu mạnh mẽ, áp dụng công nghệ lớn chống đạn composite tinh vi và kho chứa lựu đạn riêng biệt. Với trọng lượng khổng lồ lên tới 74 tấn, đây là một trong những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực nặng nhất đang hoạt động. Abrams đang được trang bị là một khẩu pháo nòng trơn 120mm, có thể bắn đạn động cơ và đạn đa năng tiên tiến. Súng có độ chính xác cao và có tầm bắn hiệu quả hơn 4km. Nhiều phiên bản đã được phát triển và xe tăng đã được nâng cấp nhiều lần. Biến thể mới nhất là Abrams M1A2 FEB-V3 được trang bị các cảm biến tiên tiến nhất và hệ thống vũ khí có khả năng kết nối mạng. Số 8. Tàu khu trục. Các tàu khu trục thuộc hạm đội Hải quân Hoa Kỳ hoạt động theo đội hình tác chiến để bảo vệ hàng không mẫu hạm hoặc hoạt động độc lập. Tàu khu trục lớp Early Bird có số lượng hơn 70 chiếc đang hoạt động trở thành xương sống của hạm đội Hải quân Hoa Kỳ. Các tàu khu trục là những tàu chiến có khả năng cân bằng nhất được trang bị bởi bất kỳ hải quân hiện đại nào. Chúng được trang bị hệ thống radar ASIC, có khả năng bảo vệ nhóm tác chiến trước tên lửa và máy bay địch đang lao tới. Tàu khu trục được trang bị mạnh mẽ với 90 tên lửa hành trình, pháo 127mm, súng máy và vũ khí phòng không. Mỗi tàu có 2 hệ thống vũ khí cận chiến Phalanx, được thiết kế để bắn hạ tên lửa, trực thăng, máy bay không người lái và thuyền nhỏ đang bay tới. Số 7. Máy bay không người lái. Hoa Kỳ có đội máy bay không người lái quân sự lớn nhất và tinh vi nhất. Mỹ là quốc gia duy nhất trên thế giới sử dụng rộng rãi máy bay không người lái trong thực chiến. Có nhiều mẫu UAV trong kho vũ khí của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, hai loại UAV chiến đấu nổi bật nhất là MQ-1 Redactor và MQ-9 Reaper. MQ-1 Redactor đã được sử dụng trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ từ năm 1995, được trang bị động cơ tăng áp 4 xi lanh.
UAV này có thể đạt tốc độ tối đa là 217 km/h, với khả năng bay liên tục trong khoảng 24 giờ. Nó có tầm bay tối đa là 1.250 km. MQ-1 có thể được trang bị hai tên lửa Hellfire. Ngược lại, MQ-9 Reaper là một loại UAV lớn hơn, nặng hơn và có khả năng cao hơn so với MQ-1 Predator, được trang bị động cơ tuabin cánh quạt. Có tốc độ tối đa là 483 km/h. Tầm bay của MQ-9 Reaper là 1.931 km, với 7 điểm treo. UAV này có thể mang theo khoảng 1.724 kg với nhiều loại đạn dược và tên lửa khác nhau. Số 6. Chiến đấu cơ F-35 Lightning High. F-35 Lightning High là dòng máy bay chiến đấu đa năng tàng hình một chỗ ngồi, một động cơ và hoạt động trong mọi thời tiết. Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 này được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ tấn công mặt đất, trinh sát trên không và phòng không. Theo trang National Interest, trong các cuộc tập trận, F-35 đánh bại máy bay đối phương với 20 chọi 1. F-35 đi kèm với 3 biến thể bao gồm kiểu cất cánh đường băng ngắn và kiểu hạ cánh thẳng đứng. Lầu Năm Góc có kế hoạch mua hơn 3.100 chiếc F-35 cho các nhánh quân sự khác nhau của mình. Máy bay phản lực được cung cấp bởi một động cơ duy nhất, tạo ra lực đẩy khoảng 19.500 kg. Với sự trợ giúp của động cơ này, máy bay có thể đạt tốc độ tối đa là Mach 1.6, tức là 548 m/s. Máy bay được trang bị 4 giá treo bên trong và 6 giá treo bên ngoài, với tổng trọng tải là 8.165 kg. F-35 cũng được trang bị pháo quay 4 nòng 25mm. Một thách thức đáng kể mà các phi công F-35 phải đối mặt trong cuộc chiến là khả năng mang vũ khí của máy bay còn hạn chế. Để duy trì tính năng tàng hình, F-35 chỉ có thể mang theo 4 tên lửa bên trong khoang vũ khí, ít hơn nhiều so với số lượng có thể mang trên các mấu gắn bên ngoài máy bay phản lực thế hệ thứ 4. Tuy nhiên, F-35 đã khắc phục được hạn chế này nhờ khả năng tổng hợp dữ liệu của nó. Thay vì lãng phí trọng tải bên trong tương đối ít ỏi, nó có thể chuyển tiếp dữ liệu mục tiêu tới các máy bay và thậm chí cả các bệ tên lửa trên mặt đất. Tháng 10 năm 2018, Thủy quân lục chiến đã bắn trúng mục tiêu thành công bằng hệ thống tên lửa cơ động cao HIMARS M142, sử dụng dữ liệu mục tiêu được chuyển tiếp bởi một chiếc F-35 bay trên cao. Khả năng sử dụng các hệ thống vũ khí như HIMARS, thay cho việc phải thêm trọng tải làm tăng đáng kể hiệu quả chiến đấu mà vẫn giữ được tính năng tàng hình của F-35. Nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất của F-35 là thiết lập ưu thế trên không và thống trị trên không. Trong ngày đầu tiên của cuộc xung đột, khi ưu thế trên không vẫn còn có thế cân bằng, vai trò của F-35 bao gồm việc loại bỏ các mối đe dọa trong vùng trời đang tranh chấp và sau đó là thu thập dữ liệu tình báo, giám sát và trinh sát để tìm hiểu thêm về kẻ thù. Một khi đạt được ưu thế trên không, F-35 cũng có thể mang theo đầy đủ tên lửa và bom để tấn công các cơ sở của đối phương và các mục tiêu mặt đất khác. Số 5. Tàu ngầm hạt nhân. Có 3 loại tàu ngầm chính trong Hải quân Hoa Kỳ: tàu ngầm tên lửa đạn đạo, tàu ngầm tên lửa hành trình và tàu ngầm tấn công nhanh. Tất cả các tàu ngầm này trong Hải quân Hoa Kỳ đều được trang bị động cơ hạt nhân. Tàu ngầm tên lửa đạn đạo có nhiệm vụ chiến lược duy nhất là mang tên lửa đạn đạo hạt nhân. Hải quân Mỹ hiện có 14 tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Ohio. Những tàu này là một trong những vũ khí đáng sợ nhất trên thế giới. Trong khi đó, tàu ngầm tên lửa hành trình có nhiệm vụ mang và phóng tên lửa hành trình. Hải quân Mỹ vận hành 4 tàu ngầm tên lửa dẫn đường lớp Ohio có khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk. Các tàu ngầm tấn công nhanh có một số nhiệm vụ chiến thuật bao gồm đánh chìm tàu và tàu ngầm địch, cũng như thu thập thông tin tình báo. Hiện có hơn 53 tàu ngầm tấn công đang phục vụ, bao gồm tàu ngầm lớp Los Angeles, Seaworth và Virginia. Những chiếc tàu ngầm này có khả năng thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm và tiêu diệt, giám sát, trinh sát, chiến tranh bất thường, đưa quân bí mật, các hoạt động rải mìn và chống mìn. Số 4. B-2 Spirit. Phi đội nhỏ gồm 20 máy bay ném bom và lực lượng không quân là phương tiện tấn công tầm xa tàng hình duy nhất trong kho vũ khí của Mỹ. Không có máy bay nào khác có thể cất cánh từ lục địa Hoa Kỳ và tấn công các mục tiêu ở phía bên kia địa cầu, bên trong không phận đang có nhiều tranh chấp. B-2 là tầm hoạt động khoảng 11.100 km mà không cần tiếp nhiên liệu, có thể mở rộng tới 16.093 km nếu được tiếp nhiên liệu trên không. Không có máy bay chiến đấu nào khác trong kho vũ khí của Mỹ có khả năng xuyên thủng các loại phòng không dày đặc như B-2 Spirit với mức giá khổng lồ 2 tỷ đô la Mỹ.
Chiếc máy bay này là máy bay phản lực đắt giá nhất thế giới. Số 3, tên lửa Minuteman 3. Khả năng răn đe hạt nhân chiến lược đã trở nên ít nổi bật kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh. Nòng cốt của chính sách răn đe hạt nhân của Hoa Kỳ vẫn là tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman 3, được sản xuất từ những năm 1960. Qua các năm, tên lửa này đã được sửa đổi và nâng cấp với các hệ thống dẫn đường và động cơ tốt hơn, mặc dù ban đầu được thiết kế để được trang bị 3 đầu đạn độc lập. Phiên bản hiện đại của tên lửa mang theo một loại vũ khí có công suất 300 kiloton. Hoa Kỳ dự định tiếp tục nâng cấp tên lửa này, nhưng cuối cùng chúng ta hy vọng phát triển một tên lửa đạn đạo liên lục địa mới để thay thế Minuteman 3. Số 2, F-22 Raptor. F-22 Raptor của Lockheed Martin có lẽ là máy bay tiêm kích tàng hình tốt nhất hiện nay. F-22 rất khó bị phát hiện và được trang bị công nghệ hàng không tiên tiến. Máy bay này có thể bay ở tốc độ tối đa là Mach 2.25, 772 m/s, ở độ cao lên tới 18 km trong thời gian dài. Khi hoạt động ở tốc độ và độ cao thấp hơn, nó có khả năng điều khiển lực đẩy từ động cơ, mang lại khả năng cơ động cực lớn. Tóm lại, sự kết hợp giữa tốc độ, độ cao, tính tàng hình và các cảm biến mạnh mẽ của F-22 Raptor khiến nó trở thành một kẻ giết chóc đáng sợ trên bầu trời. Số 1. Hàng không mẫu hạm. Hải quân Hoa Kỳ có hạm đội hàng không mẫu hạm lớn nhất thế giới với 10 chiếc Nimitz và 1 chiếc Love Ford. Lớn nhất và mới nhất trong số các tàu chiến này là siêu hàng không mẫu hạm Love Ford. Con tàu này mang theo lực lượng không quân lớn và mạnh hơn toàn bộ lực lượng không quân của nhiều quốc gia. Hàng không mẫu hạm Love Ford có thể chứa hơn 85 máy bay, trực thăng hải quân và máy bay không người lái. Chúng bao gồm máy bay F-35, FA-18 Super Hornet, EA-18G, Brawlers và máy bay cảnh báo sớm Hawkeyes. Vũ khí phòng thủ của Love Ford bao gồm tên lửa Sea Sparrow, tên lửa Rolling Air Rams và hệ thống vũ khí tầm ngắn Phalanx. Và đến đây, chương trình của chúng tôi xin phép tạm dừng. Quý vị nghĩ gì về sức mạnh đáng kinh ngạc của nền quân sự Hoa Kỳ? Xin hãy để lại bình luận của mình ở bên dưới để cùng thảo luận với chúng tôi. Hy vọng quý vị đã yêu thích video ngày hôm nay. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ ekip chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.